Bãi rác chình hình giữa quốc lộ một a đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây, đoàn cân ngã tư An Sương xuất hiện bãi rác thải đang dần và tràn ra lộng đường quốc lộ 1A. Bãi rác dài khoảng 50 m kéo dài trên dĩa hè đoạn quốc lộ 1A đi qua phường Tân Thới Nhất quận 12, thành phố Hồ Chí Minh khiến người tham gia giao thông không khỏi trung bình. Nhìn vào bãi rác, có thể nhận thấy nơi đây không chỉ có rác sinh hoạt được người dân cho vào bao nai loạn để lúc vứt ra, mà còn là nơi tập kết rác của nhiều xe chở rác di động kể cả các loại rác cộng kịnh như ghế, bàn, tấm nệm. Bà Phan Thị Lương, mùa quận 12, cho biết bãi rác này đã tồn tại nhiều ngày nay, nhưng không thấy đơn vị nào đến giải quyết. Mỗi khi đi qua, người dân đây phải chạy xe thật nhanh vì rác bốc mùi hôi thối nồng đặc. Khi gặp trời mưa, nước thải từ bãi rác lại lên láng, phát tán chuột bỏ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân, chúng tôi bà Lương nói. Trong khi đó, quốc lộ 1A là tuyến đường huyết mạch mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại. Việc tập kết rác giữa quốc lộ không những làm mất đi mỹ quan đô thị mà còn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp. Cho đội chế BLO, đại diện của ban dân dân phường Tân Thới Nhất quận 12 cho hay bãi tập kết rác này được gọi là điểm hẹn an xương, nơi tiếp nhận rác của bốn phường trên địa bàn quận 12, Đông Hưng Thuận, Tây Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây và Tân Thới Nhất. Bài rác này chứa rác công nghiệp nên theo chỉ đạo của Cơ ban nhân dân thành phố rác công nghiệp phải xử lý riêng bởi đơn vị thu gom rác có chức năng xử lý tuy nhiên qua kiểm tra lượng rác ở đây chủ yếu là rác do đổ rác trộm những xe này thường đổ trác vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng ngoài ra còn một số xe rác dân lập của các phường Cơ ban nhân dân phường Tân Thới Nhất đã có văn bản gửi ban quản lý đầu tư xây dựng công trình của 12 hỗ trợ thu gom lượng rác công nghiệp dự kiến vị trí bài trắc trên sẽ được xử lý sạch sẽ vào ngày 16 tháng 5. Đối với hành vi đổ trắc trộm, phường chủ động xây dựng kế hoạch, chúc trạm tại đây xử lý về đại diện thông tin.